Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bóng Đá 365 để cùng nhau cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Ngay bây giờ hãy cùng với mình theo dõi tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay nhé. Huấn luyện viên Park ra thiết quân luật trước trận gặp Oman. Huấn luyện viên Park Hang-seo ra yêu cầu nghiêm ngặt tại tuyển quốc gia Việt Nam trước thêm cuộc đón tiếp Oman tại vòng loại 3 World Cup 2022. Từ Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cuộc tiếp đón Oman ở vòng loại 3 World Cup 2022 ngày 24 tháng 3, sau đó làm khách trước Nhật Bản ngày 29 tháng 3. Sau thắng lợi lịch sử trước Trung Quốc, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo quyết tâm hướng đến kết quả tốt tiếp theo trên sân nhà. Hiện tại, từ Việt Nam trải qua hai buổi tập đầu tiên trên sân tập trung đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, dù chưa đủ quân số. Đáng chú ý, tình hình lực lượng của những chiến binh sao vàng liên tục có sự biến động lớn do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, sau khi hậu vệ Nguyễn Phong Hồng Duy bị phát hiện dương tính với COVID-19, đến lượt thủ môn Văn Hoàng và trung vệ Đào Văn Nam là trường hợp tiếp theo phải tiến hành cách ly do trở thành F0. Điều này khiến huấn luyện viên Park Hang-seo buộc lòng phải thiết quân luật tại tuyển quốc gia Việt Nam. Cụ thể, để đề phòng lây nhiễm trong nội bộ đội tuyển, chiến lược gia người Hàn yêu cầu các thủ tục hạn chế tiếp xúc gần, không được phép tự do đi ra khỏi đại bản doanh khi chưa có sự đồng ý của ban huấn luyện. Huấn luyện viên Park nêu cao tinh thần thận trọng của các thành viên Tùy Việt Nam để tránh tình trạng xuất hiện thêm ca mắc COVID-19, gây tổn thất nhân sự trầm trọng. Trước đó, Tùy Việt Nam từng có trường hợp bị lây nhiễm chéo tại đại bản doanh như là Quế Ngọc Hải Liễu Quang Vinh trước thêm trận gặp Trung Quốc ngày mùng 1 Tết. Được biết, kể từ thời điểm hiện tại, tuyển Việt Nam sẽ hoạt động khép kín như mô hình bong bóng do Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đưa ra nhằm hạn chế tối đa cầu thủ mắc COVID-19, ảnh hưởng tới kế hoạch chuẩn bị cho hai trận gặp Oman và Nhật Bản sắp tới. Từ Việt Nam duy trì tập luyện hàng ngày tại sân tập trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đến trận đấu với Oman ngày 24 tháng 3. Theo kế hoạch, đội sẽ có trận đấu tập với U23 Việt Nam ngày 18 tháng 3. Tin tiếp theo, từ Việt Nam, thầy Park vá hàng thủ bằng cách nào? Bị rất mẻ lực lượng nghiêm trọng ở hàng thủ từ Việt Nam sẽ phải có những điều chỉnh và bài toán vá tuyến dưới đang là điều khiến huấn luyện viên Park Hang Seo đau đầu. Trong hai trận đấu gần đây tại vòng loại cuối World Cup 2022, từ Việt Nam thường xuyên đối mặt nỗi lo lực lượng, đặc biệt là hàng thủ chấn thương cộng với thẻ phạt dịch Covid-19 khiến Duy Mạnh Ngọc Hải vắng mặt trong đợt tập trung này tuyển Việt Nam tiếp tục không có sự góp mặt của Duy mạnh cùng với đó Đình Trọng cũng làm khán giả bất đắc dĩ đáng lưu tâm hơn là việc Tiến Dũng phải rời đội từ 15 tháng 3 tức chỉ sau một ngày lên tuyển tập trung Tiến Dũng bị chấn thương tràn dịch đầu gối huấn luyện viên Park Hang-seo không thể mạo hiểm trông chờ trung vệ người Hà tĩnh cần nhấn mạnh trong hai trận gần đây của tuyển Việt Nam khi Duy mạnh Ngọc Hải vắng mặt Tiến Dũng cũng chỉ huy khá tốt hàng thủ Đặc biệt, trận gặp Trung Quốc, Tiến Dũng đã kiềm tỏa thành công chân sút đang chơi bóng tại La Liga là Wu Lei. Tầm ảnh hưởng vai trò của Tiến Dũng là điều không cần bàn cãi nên việc anh vắng mặt lần này thực sự là tổn thất lớn của tuyển quốc gia. Duy mạnh đình trọng Tiến Dũng sẽ phải làm khán giả nên lúc này huấn luyện viên Park bắt buộc phải có điều chỉnh. Cũng vì khủng hoảng trung vệ cứng cựa nên ông Park đã đồn thanh bình từ U23 Việt Nam lên cũng như gọi bổ sung trung vệ Văn Nam. Cùng với đó lần đầu trung vệ Việt Kiều Adrianos được triệu tập. Hai trẻ gần đây, Việt Anh và Thành Trung được tin tưởng điểm mạnh của họ là ngoài việc có thể đá lệch trái, phải thì họ đá được ở vị trí trung vệ chính giữa trong sơ đồ 3 trung vệ. Lần này, Việt Anh và Thành Trung tiếp tục có mặt trong danh sách nên cơ hội để họ đá chính ở trận gặp Oman ngày 24 tháng 3 là rất cao. Hai cầu thủ nói trên có thời gian dài làm việc dưới sự huấn luyện của huấn luyện viên Park Hang-seo nên về cơ bản họ hiểu dụng ý cách vận hành chiến thuật của nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong trường hợp Việt Anh hay Thành Trung không có phong độ tốt, rất có thể Adriano sẽ là lựa chọn tốt. Cầu thủ Việt Kiều này có thâm niên chơi bóng ở V-League và có thể giao tiếp với đồng đội bằng tiếng Việt, nên đó là lợi thế để anh ghi điểm trong tính toán của ông Park. Từ Việt Nam đã không còn cơ hội cạnh tranh tầm vé đi tiếp tại vòng loại cuối World Cup, nhưng vẫn còn cửa để có thể kết thúc giải đấu với vị trí không phải bét bằng B. Hiện Việt Nam kém đội xếp thứ tư là Oman 5 điểm và đội thứ năm là Trung Quốc 2 điểm. Biết đâu nếu có kết quả thuận lợi ở hai trận tới đây, thầy cho ông Park sẽ cải thiện vị trí, rơi giải với sự hãnh diện. Chính vì vậy yêu cầu về sự trách chắn nơi hàng thủ sau khi vá nhân sự đang làm vấn đề được thầy Park tập trung giải quyết. Chuyển sang tin tiếp theo, thủ môn Việt Kiều xác định ngày khoác áo tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park mừng thầm. Thưa quý vị, vấn đề nhân sự đang thực sự là nỗi lo đối với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên mới đây, chàng thủ môn Việt Kiều báo một tin không thể vui hơn cho ban huấn luyện. Nhằm chuẩn bị cho những trận đấu cuối cùng tại vòng loại 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, huấn luyện viên Park Hang-seo đưa ra danh sách 28 cái tên triệu tập lên tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, khi mà những màn so tài còn chưa thể khởi tranh, ông thầy người Hàn phải liên tiếp đón nhận tin không vui bởi các trụ cột liên tiếp gặp vấn đề và không thể lên tuyển. Giữa cuộc khủng hoảng nhẹ về vấn đề nhân sự, mới đây chàng thủ môn Việt Kiều Đặng Văn Lâm kịp báo tin vui cho huấn luyện viên Park. Văn Lâm đã hoàn toàn bình phục chấn thương, sẵn sàng thi đấu cho câu lạc bộ chủ quản nói riêng và tuyển Việt Nam nói chung. Trên trang cá nhân, Lâm Tây đang dòng trạng thái, còn gì vui hơn khi được bay trở lại, kèm video tập luyện của mình. Nếu như không có nhiều thay đổi, Văn Lâm sẽ hội quân cùng toàn đội trong trận đấu với Nhật Bản ngay trên đất nước mặt trời mọc, trận đấu diễn ra ngày 29 tháng 3. Trước đó, đồng đội của Lâm sẽ có màn tiếp đón Oman trên sân vận động Mỹ Đình ngày 24 tháng 3. Mục tiêu của các học trò huấn luyện viên Park trong hai cuộc đối đầu cuối cùng tích góp thật nhiều điểm số và những kinh nghiệm thi đấu quý giá. Bên cạnh Văn Lâm, vị trí thu môn của tuyển Việt Nam đang rất hot trong thời gian gần đây, khi ngôi sao nhập tịch Philip Nguyễn cũng chuẩn bị về nước đầu quân cho Bình Định. Với hàng thủ mang đẳng cấp châu Âu, thật khó để huấn luyện viên Park bỏ lỡ Philip Nguyễn cho những lần hội quân của đội tuyển. Khi có trong tay Philip và Văn Lâm, vị trí người các đền của những chiến binh sao vàng có thêm nhiều sự lựa chọn vô cùng chất lượng. Chuyển sang tin tiếp theo, bóng đá Việt Nam có huấn luyện viên trưởng mới ở siêu giải đấu. Thưa quý vị, trong thời gian tới đây, U23 Việt Nam được dẫn dắt bởi tân huấn luyện viên người Hàn tại giải Dubai Cup 2022. Thời gian tới đây, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu Dubai Cup 2022. Để chuẩn bị cho giải đấu này, Dùng Quang Nho và đồng đội đã hội quân tại Hà Nội từ 14 tháng 3. Theo kế hoạch, ngày 19 tháng 3 tới, U23 Việt Nam lên đường bay sang UAE để tham dự giải bóng đá U23 quốc tế Dubai Cup 2022. Đồng thời, tân huấn luyện viên Gong Okion sẽ dẫn dắt các chiến binh sao vàng ở giải giao hữu Dubai Cup. Kế hoạch cho huấn luyện viên Công Okion bay thẳng từ Hàn Quốc đến UAE hội quân cùng toàn đội được phía VFF thu xếp xong. Điều này đồng nghĩa với việc Dubai Cup 2022 chính là giải đấu đầu tiên nhà cầm quân người Hàn làm việc với bóng đá Việt Nam. Hiện tại U23 Việt Nam đang duy trì tập luyện tại Hà Nội. Theo như tính toán trước đó, Trương Lê Long Chin là người được huấn luyện viên Park trao tín nhiệm tạm dẫn dắt U23. Tuy nhiên, các cầu thủ đang phải rèn quân dưới sự chỉ dẫn của chuyên gia thể lực Serit Droger do trợ lý ly mắc COVID-19. Tại Dubai Cup 2022, U23 Việt Nam lần lượt chạm trán U23 Iraq. Ngày 23 tháng 3, trước khi so tài với U23 Croatia ngày 26 tháng 3, bốn đội dẫn đầu sau hai lượt trận đầu tiên gặp nhau. Đội xếp thứ nhất đối đầu đội đứng thứ hai, đội thứ ba chạm trán đội thứ tư để xác định thứ hạng chung cuộc. Sau đó, các chiến binh sao vàng bước vào nhiệm vụ bảo vệ thành công tấm huy chương vàng SEA Games 31 trên sân nhà. Theo thông báo mới nhất từ ban tổ chức SEA Games 31, sân vận động Việt Trì chính thức được lựa chọn làm sân nhà của U23 Việt Nam. SEA Games 31 dự kiến được diễn ra từ ngày 12 tháng 5 tới 23 tháng 5. Huấn luyện viên Gong Okion có bằng AFC loại A và đang theo học lớp AFC Pro. Ông từng là cựu huấn luyện viên tuyển U23 Hàn Quốc. Tân huấn luyện viên U23 Việt Nam từng dẫn dắt U20 Indonesia và làm trợ lý cho ông Shin tae -yong. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của kênh bóng đá 365. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Và cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh của chúng mình để không bỏ lỡ bất kỳ một tin tức hấp dẫn nào đến từ kênh bóng đá 365 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.